Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Series Channel. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để thêm kỹ năng lướt hoặc là dash cho nhân vật và cũng như là thêm hiệu ứng ghost effect khi mà nhân vật lướt hoặc dash anh em nhé. Và cùng bắt đầu nào. Và đầu tiên để nhân vật có kỹ năng lướt hoặc dash thì trong video này chúng ta sẽ làm hai phần. Phần đầu tiên đó là khi mà nhân vật ấn space, à, khi mà người dùng ấn space thì nhân vật của chúng ta sẽ lướt một đoạn như thế này. Ok. Và phần thứ hai đó là khi mà nhân vật lướt thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng ghost effect đằng sau anh em nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm việc với Object Player và Script Player Ok Thì Script này thì nếu mà anh em coi series của tôi về phần di chuyển thì anh em đã quá quen thuộc rồi Chúng ta sẽ thêm vào một public Flash Dash Boost Đây là lực khi mà người chơi lướt thì chúng ta sẽ cộng vào tốc độ di chuyển của người chơi Thứ hai là một public Flash Dash Time Thì đây sẽ là thời gian mà người chơi sử dụng kỹ năng lướt ha Và một thêm một cái nữa là private Flash Dash Time Thì đơn giản là tôi sẽ sử dụng cái này trong việc tính toán thời gian lướt của người chơi và một cái cuối cùng là bulls is dashing có nghĩa là người chơi có đang lướt hay không và đương nhiên rồi để người chơi của chúng ta có thể lướt thì tôi sẽ kiểm tra xem là người chơi có đang ấn dấu cắt hay không bằng việc là vào phần update và kiểm tra nếu như input chấm get key down và cây code là space có nghĩa là người chơi của chúng ta đang ấn dấu cắt là ấn space ấy thì chúng ta sẽ thực hiện kỹ năng lướt Đồng thời đó thì tôi cũng sẽ kiểm tra xem là hiện tại người chơi có thực hiện kỹ năng lướt khác hay không Bởi vì chúng ta chỉ có thể lướt một lần thôi nên là tôi sẽ kiểm tra dash Time bé bằng không và e bằng phone Và khi người chơi thực hiện kỹ năng dash thì tôi sẽ cộng cái move speed cộng bằng với dash boost có nghĩa là cộng lực lướt vào tốc độ di chuyển người chơi và gán cái private dash time bằng với lại cái public dash time có nghĩa là thời gian dash time tính toán bằng dash time mà tôi mong muốn ha và e dashing bằng true có nghĩa là chúng ta đang lướt và ví dụ mà thời gian lướt của tôi muốn là 0.2 giây đi thì tôi sẽ đặt một cái đồng hồ báo thức thì nó sẽ chạy dần về 0 giây đúng không thì tôi sẽ kiểm tra nếu như cái dash time của chúng ta bé hơn bằng 0 và e dashing nó bằng true có nghĩa là chúng ta đang lướt và chúng ta đã hoàn thành lướt rồi thì tôi sẽ tắt cái lướt đây đi đi à, tắt có nghĩa là tắt kỹ năng lướt bằng việc đó là chúng ta sẽ làm ngược lại giống như là khi mà bật kỹ năng là chúng ta sẽ trừ cái dash boost vào cái move speed và chúng ta sẽ gán lại e dashing bằng phone có nghĩa là chúng ta sẽ đã xong cái lướt rồi ha và ngược lại nếu như chưa thì chúng ta sẽ trừ cái thời gian mà chúng ta đang lướt giống như là một cái đồng hồ báo thức vậy chúng ta sẽ trừ dash time trừ bằng với lại thêm tính delta time cho đến khi nó bé hơn bằng không ha rồi khi này khi mọi người đã sale và quay lại màn hình Unity thì chúng ta sẽ có một cái inspector giống như thế này và tôi sẽ gán dash Boot bằng 20 và dash time bằng 0.2. À, có nghĩa là 0.2 giây ấy. Và chúng ta sẽ thử chạy game vào em nhé. Và ok, à, khi mà người chơi ấn space thì nhân vật của chúng ta nó đã lướt một đoạn như thế này. Rồi, rất là tốt. Ok, chúng ta đã xong phần đầu tiên của video. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần đó là tạo cái hiệu ứng ghost effect đằng sau nhân vật ha. thì để tạo cái hiệu ứng ghost effect đằng sau nhân vật thì chúng ta sẽ tạo ra một cái uh, clone, một cái giống như là thằng player như thế này đầu tiên. và đầu tiên thì anh em xóa hết tất cả những cái thứ không cần thiết đi nha và chúng ta cũng sẽ xóa những cái script mà chúng ta không dùng tới trong uh, cái uh, nói chung là những cái script nào mà không dùng tới, à, nói chung là anh em xóa hết cũng được. rồi và tôi sẽ đặt tên nó là player ghost và trong cái player ghost này thì đầu tiên chúng ta sẽ làm một cái việc đó là à, chúng ta sẽ cho nó một cái gọi là một cái flat extract màu trắng thì chúng ta sẽ làm việc đó là bằng cách là thay đổi cái material của nó ha thì tôi đã tạo sẵn một cái material gọi là cái flat material ở đây à, ok chắc chắn là anh em không có đâu nên là bây giờ tôi sẽ à, hướng dẫn gọi là hướng dẫn anh em làm sao để tạo cái material này rồi thì rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ chuột phải vào cái à, access này và chọn correct chọn material anh em nhé thì đây là một cái kỹ thuật nó cũng không quá là dễ dàng gọi là uh, trong video khác thì tôi sẽ hướng uh, gọi là giới thiệu với anh em về cái uh, cái material này thì bây giờ anh em chỉ cần việc đó là anh em chọn cái shader này và anh ta, anh em chọn cái GUI nhé và chúng ta sẽ chọn text shader đây và đây chính là cái material uh, flat exact của chúng ta đó anh em có thể thấy là khi mà tôi xóa đi thì nó sẽ trở thành nó không có material nó sẽ màu tím tím như vậy, à màu hồng và ở đây anh em cũng có thể thay đổi cái màu của material của chúng ta thành những cái màu mà anh em thích ha. tôi sẽ để màu trắng đi rồi và sau khi đã setup material thì chúng ta sẽ đến cái phần đó là tạo animation nhấp nháy và mờ dần cho nó bằng việc tôi đầu tiên thì tôi sẽ để cái animator là non để mặc định trước ha và chúng ta sẽ chọn cái character object và anh em vào cái tab animation. nếu như anh em chưa có tab animation anh em có thể vào cái window và animation ở đây ha. Thì sau khi chọn thì anh em sẽ ra cái tab animation giống như tôi. Và chúng ta sẽ chọn cái object character và tạo một cái uh, animation mới. Tôi sẽ đặt tên nó là player god đi. <cười> 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 Rồi, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với anh em một kỹ thuật để chúng ta có thể tạo animation trong Unity mà không cần vẽ gì hết anh em nhé Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kéo cái đầu và anh em chọn vào cái nút màu đỏ này, này Anh em nhấn vào cái nút màu đỏ đỏ như thế này Rồi Khi này khi mà anh em chọn vào một cái màu bất kỳ Anh em chuyển cái alpha của nó có nghĩa là độ mờ ấy Và anh em cũng có thể chọn vào một cái màu khác Màu xanh lá, màu xanh dương hoặc này à, Tôi sẽ để màu trắng nhé Và anh em kéo đến một cái thời gian nhất định mà anh em muốn Ví dụ như là 0.35 giây Ok Và tôi sẽ để cái alpha bằng 0 Có nghĩa là mờ dần, nó mất luôn thì khi này khi mà anh em chạy cái animation này thì anh em kéo cái đầu kéo lại cái đầu và anh em chạy animation nhé anh em có thể thấy là nó sẽ mờ dần theo cái thời gian mà chúng ta mong muốn đó ok rất là tốt và à, anh em cũng có thể nghịch cái animation này bằng việc đó là anh em nói chung là anh em muốn làm cái gì làm thôi nhưng mà à, tôi sẽ để cái nó 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 trắng ở ban đầu và nó mờ dần ở khúc cuối đây anh em nha này nó mờ nhanh ở khúc cuối rồi đó là cái animation tôi nghĩ tới thôi anh em cũng có thể thay đổi cái màu nó cho nó đặc sắc hơn như thế này à, tôi sẽ chuyển nó thử thành màu xanh dương đi ok à, có vẻ không ổn lắm nha ok thì tôi sẽ <laughs> rồi tôi sẽ để um... ok tôi sẽ chuyển nó thành màu xanh dương nhưng mà ở cuối cùng anh em nhé rồi và gán cái khúc này thành màu trắng ok có vẻ là khá là ổn rồi thì tôi sẽ sử dụng cái animation này để tạo cái ghost effect cái mờ dần của chúng ta ha rồi sau khi anh em đã tạo cái animation ghost thì việc đơn giản là bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái prefab prefab đơn giản là nó là một cái object mà nó lưu lại để anh em có thể tạo ra sau này thì chúng ta đơn giản là để tạo ra hết thì anh em chỉ cần kéo nó xuống như thế này để kéo nó xuống access là được và bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái script player để có thể thêm cái ghost effect anh em nhé và để thêm ghost effect thì chúng ta phải biết là cái refab ghost effect đó là cái gì đúng không nên là tôi sẽ thêm một bút lực game object ghost effect để có thể lấy cái refab uh, uh, ghost effect anh em nhé rồi uh, thứ hai là tôi sẽ thêm một public flash gọi là ghost delay second đây sẽ là thời gian giữa các lần mà nó tạo cái ghost effect và một cái uh, private coroutine tại vì uh, chúng ta sẽ tạo cái ghost effect uh, trên một cái coroutine. Uh, thật thực ra anh em cũng có thể dùng cách khác nhưng mà tôi thấy cách này nó tiện nên là tôi sẽ giới thiệu với anh em cái ghost effect coroutine này luôn là cái gì nhé. Rồi, uh, đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra một cái enumerator này gọi là dash effect coroutine đi. Và trong coroutine này tôi sẽ sử dụng một cái hàm gọi là while true anh em phải cực kỳ cẩn thận với cái white tru này nhé, tại vì nếu anh em không coi kỹ video của tôi thì có thể là tí nữa anh em cũng sẽ biết nó sẽ chuyện gì xảy ra thôi. Ok, tôi sẽ tạo ra cái god effect bằng việc đó là tạo uh, sử dụng hàm instant à, và anh em sẽ truyền vào ba cái đó là god effect transform position và transform rotation đơn giản là nó sẽ là cái vị trí hiện tại của thằng người chơi thôi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tạo thêm một cái function nữa gọi là start dash effect. À, trong cái dash effect này thì đơn giản là chúng ta sẽ kiểm tra nếu như cái à ở đây chúng ta sẽ kiểm tra như nếu như cái dash effect coroutine của chúng ta là khác null thì chúng ta sẽ stop cái coroutine này lại. Tại vì nếu như anh em không stop nó lại á thì như hồi nãy tôi đã giới thiệu với anh em thì cái phần while tru nó cực kỳ nguy hiểm nên là nếu như anh em stop không stop nó lại và anh em không xem kỹ video của tôi nhé thì ok chắc chắn là xíu nữa anh em sẽ biết chuyện gì nó sẽ xảy ra thôi rồi uh, sau khi chúng ta đã kiểm tra à, uh, đã stop coroutine rồi thì chúng ta sẽ uh, start cái coroutine nó lại và gán nó vào cái dash effect coroutine của chúng ta của tôi của cái variable mà tôi tôi mong muốn uh, rồi ok đơn giản là start coroutine rồi và đương nhiên rồi đã có start thì bây giờ chúng ta cũng sẽ phải có stop đúng không thực ra nó cũng không cần thiết lắm tại vì chúng ta đã stop trong phần start rồi Đó, start stop ok à, nhưng mà thôi thì cứ để vậy cho nó chắc ăn anh em ạ nói chung là có hơn không đúng không rồi và chúng ta sẽ gọi cái start effect coroutine này trong cái phần à, khi mà chúng ta bắt đầu cái dash À, kỹ năng dash kỹ năng lướt ha và chúng ta sẽ stop nó khi mà chúng ta kết thúc kỹ năng lướt rồi bây giờ tôi bây giờ tôi sẽ chạy nghe cho anh em xem uh, thì chúng ta đã tạo cái gói phát nào như nào anh em nhé rồi à quên mất chúng ta sẽ phải kéo cái object cái refab gói phát của chúng ta vào cái script layer này và tôi sẽ gán cái cost delay là 0.04 thì đơn giản là anh em có thể lấy số chẵn là 0.2 chứ 0.04 là bằng 5 đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra 5 cái gói spec. Và bây giờ khi anh em chạy game anh em đang sway này. A few moments later. Ok, tôi không biết anh em có bị không nhưng mà tôi đã phải chờ Unity nó khởi động lại trong vòng 30 phút anh em nhé. Tại vì như hồi nãy tôi đã giới thiệu với anh em cái white true này phải sử dụng cực kỳ cẩn thận. Thì trong này à, nếu như chúng ta sử dụng white true này không thì có nghĩa là nó tạo cái object của chúng ta liên tục liên tục luôn anh em có nghĩa là uh, không biết dụng từ liên tục nói chung là nó nó rất là nhanh nên là nó bị đứng máy rồi thì khi này uh, tôi muốn uh, tạo cái object có nghĩa là cái gót effect của chúng ta nó chỉ trong một khoảng thời gian và có nghĩa là sau phải ví dụ như là không phải không bốn giây nữa tạo một cái đi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái là view à, uh, return new wait for second này nha wait for second và gán cái gót delay sẽ cần vào đơn giản là nó sẽ chờ nó chờ uh, cái gót delay sẽ cần bằng 0.04 thì nó sẽ chờ 0.04 giây để nó thực hiện một lần còn như hồi nãy là nó thực hiện gọi uh, là đứng máy luôn <laughs> là tôi phải chờ 40 phút à, 30 phút thật rồi và ok uh, khi này khi anh em chạy game rồi rất là tốt <laughs> rất là tốt thì nó đã tạo cho chúng ta năm cái gói sạch rồi nhưng mà có một vấn đề ở đây đó là nó nó liên tục nó liên tục lúp lại thì anh em có thể tắt cái lúp này, uh, uh, này bằng việc đó là anh em vào cái anh uh, em anh em có thể tắt cái lúp này bằng việc đó là anh em vào cái animation mà hồi nãy chúng ta đã tạo cho cái cái godspark ấy và anh em bỏ cái lúp này đi đó thì khi này khi mà anh em dash lại này anh em lướt lại thì nó sẽ mờ và mất dần nó mờ nó mờ dần và nó mất rồi và còn một vấn đề nữa là nó sẽ clone ra rất nhiều cái game object như thế này và anh em có thể thấy là nó không mỹ mất và nếu như anh em sử dụng cái dash này rất nhiều lần thì nó sẽ tạo ra khoảng một ngàn lần một mười ngàn lần gì đó thì nó sẽ gây uh, gọi là gọi là đứng máy ha <laughs> rồi gọi là đứng máy và để giải quyết hai vấn đề này thì chúng ta sẽ quay lại cái script player thôi đơn giản là đầu tiên uh, tôi muốn một cái nữa đó là nó sẽ thay đổi cái hình ảnh như hồi nãy anh em thấy là cái cái ghost effect của chúng ta nó chỉ có một hình ảnh thôi thì tôi sẽ thay đổi dựa trên cái hình ảnh của thằng nhân vật hiện tại. Thì anh em có thể thay đổi nó bằng việc đó là anh em thay sprite. Anh em để ý là chúng ta có một cái là sprite renderer là cái uh, giúp cho chúng ta giúp cho cái nhân vật của chúng ta nó đang hiểu là cái hình gì thì anh em có thể thay cái hình nó nè. Và đơn giản là chúng ta sẽ lấy cái current sprite là cái cái hình hiện tại của thằng nhân vật. Và chúng ta sẽ lấy cái hình đó bằng việc đó là get component sprite renderer. À, như hồi nãy anh em thấy là cái sprite nó cái sprite nó nằm trong sprite renderer nên là chúng ta chỉ cần lấy cái component sprite renderer và chấm sprite là lấy cái ảnh của nhân vật hiện tại ha. Rồi ok rất là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái hình của thằng của cái God effect bằng đơn, ý chang giống lại, lại cái hình của thằng player luôn và chúng ta sẽ gán nó bằng current surprise và cuối cùng một cái việc cuối cùng là chúng ta sẽ uh, xóa cái vật sau mỗi 0.5 giây đơn giản ok tôi nghĩ là video nó cũng sắp kết thúc rồi và có nghĩa là chúng ta cũng không có lỗi gì mới đâu nên là <laughs> bây giờ chúng ta sẽ thử chạy game và xem cái cách uh, xem cách hoặc uh, cái gì nó không ổn lắm anh em nhỉ OK. Um... OK. Đây không phải là một lỗi này. Đây không phải là một lỗi mà tôi chắc là tôi cố có nghĩa là tôi cố ý để cho nó bớt như thế này để chúng ta có thể tôi sẽ giới thiệu với anh em cách để sao làm sao để mất rồi OK. Thì viết uh... lỗi nó ở gì nhỉ? À OK. Ở đây chúng ta sử dụng một cái là get component Anh em để ý là get component nhé. Nhưng mà cái trip player của chúng ta nó nằm ở trong cái object là player. Nhưng cái hình ảnh của chúng ta cái sprite renderer nó lại nằm trong cái character là thằng con của thằng con của thằng player. Nó không phải là uh, chính nó nên là chúng ta sẽ sử dụng một cái là get component in children, có nghĩa là lấy component ở thằng con anh em nhé. Đây, như em có thể thấy là thằng character là thằng con của thằng player nên là chúng ta sẽ sử dụng get component and children. Nhưng một vấn đề nữa là gì? Đó là ở đây thằng player nó có nhiều thằng con. Nó có nhiều thằng con. Đây, thằng player nó có rất nhiều thằng con. Nên là anh em có thể sử dụng một cái là spirit. Anh em có thể sử dụng một cách nào đó để chúng ta lấy cái spirit error mà tôi có sẵn nên là tôi sẽ lấy cái này luôn. Còn thằng god phát thì sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái prefab của God Spec anh em nha. Đây, tôi sẽ mở cái prefab của Rồi anh em có thể thấy là nó chỉ có một cái file generator là thằng con của nó thôi. Nó chỉ có một thằng con thôi, nên là chúng ta có thể thoải mái sử dụng get của mình chưa Còn nếu như mà nó có nhiều thằng con thì anh em phải sử dụng một cách khác nào đó để lấy cái component spy generator nhé Ok. Và xong rồi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ thử chạy game một lần nữa một lần cuối cùng và ok rất là tuyệt vời đây là kết quả của uh, chúng ta và bây giờ thì nhân vật đã có thể có kỹ năng lướt khi mà người chơi ấn space cũng như là khi mà lướt thì nó sẽ thêm hiệu ứng ghost effect rất là tốt và cuối cùng thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem video này và cảm ơn em rất là nhiều hơn nữa nếu mà anh em có thể like và à không cái này là cho thành viên nên là cảm ơn em rất là nhiều hơn nữa nếu anh em có thể À, tiếp tục là thành viên của Picodemy.com Rồi à, Chúc anh em một buổi cuối tuần vui vẻ Và xin cảm ơn